Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Tín Audio. Thì vừa rồi đây em test qua cái cổng quang của con CD, ra con giải mã Suka Q6, rồi là lên âm ly ra loa. Đấy, thì tiện thể ở đây thì em cũng test luôn con Suka Q6 và con DAC X7. Con đây là DAC X7 cho anh Nhường này, anh ở Gia Bình, Bắc Ninh. Giá là 3,1 triệu và anh lấy một cặp dây Summer Audio đây. Đây dây của hãng Epic đấy. Là có giá là 300 nghìn. Tổng của anh là 3,4 triệu này. Và con Suka Q6 bạc của anh Tuấn ở Long Mỹ, Hậu Giang. Em bán là 3,850 nghìn và tặng một dây quang Litong. Dây của Mỹ dài 1,5 m. Em lại không cầm đây. Đây nó là cái dây quang này, em cắm luôn ở đây rồi, test luôn cả dây quang. Đấy. Thì mọi người biết đấy, cái cổng quang của con DAC, chất lượng âm đi qua cổng quang của con DAC nó chắc chắn là nó sẽ hay hơn là mình chơi trực tiếp từ cổng quang của TV ra âm ly. Đấy, thì ngoài ra thì để mà phát huy hết cái khả năng giải mã cũng như là phát huy hết cái chất âm của con DAC thì mọi người phải chơi qua cổng USB. Thì hôm nay đây em hướng dẫn cho mọi người chơi qua cổng USB, mọi người chơi máy tính, có thể là chơi từ máy tính hoặc là chơi qua dây OTG từ điện thoại. Thì đây bên em có dây cắm OTG qua và vào từ điện thoại vào con DAC. Đấy. Đây là dây mẫu dây 2 m này. Mẫu dây 2 m và đây là mẫu dây 15 cm này. Dây này thì mọi người đấu nối qua cái dây USB xanh xanh ấy, qua cái dây USB ấy để mà chơi từ con Q5 Pro. Hoặc là đây là dây 2 m này. Và đây là mẫu dây 3 m này, tí nữa em sẽ cắm và test thử cho mọi người nghe. Đây. Đây mà là mẫu dây 3 m này, dây 3 m thì cực kỳ to và chắc chắn. Tất cả các đầu jack đều được mạ vàng. Được mạ vàng trông rất đẹp luôn. Đây, kể cả dây 2 m này cũng vậy. Tất cả jack đều được mạ vàng. Đây em sẽ test luôn cho mọi người nghe cái nghe qua cái chất âm của con DAC qua cổng OTG nhé. Ngoài chơi Bluetooth ra thì mọi người chơi cái cổng OTG này cắm qua cổng USB ấy của con DAC ấy cực kỳ là hay luôn. Đây em sẽ mở một đây này, bây giờ em sẽ chọn chế độ đầu vào là USB này. Ngoài Bluetooth ra mọi người có thể chơi bằng OTG này, chất âm nó được cải thiện hơn này. Ngắn một đoạn đấy thôi, không YouTube nó đánh bản quyền không cho đăng video lên. Thì ngoài có dây OTG cho iPhone cho Samsung, mọi người nên lưu ý là cái cổng Type C đi nhá, là cái cổng như này này, dẹp dẹp này, hay mọi người gọi là cổng chân to ấy. Chứ còn cổng thường như như iPhone như những con Android đời cũ ấy, dùng được. Ngoài của Android ra thì em có cả iPhone, dùng với tất cả các dòng iPhone luôn. Đây là jack 15
cm này. Còn đây là dây này là dài mét rưỡi này. À em xin lỗi, dài mét 2. Nó khác với những cái dây bình thường mọi người mua ở ngoài ngoài các hiệu điện thoại hay là thế giới di động mọi người nhá. Bởi vì ở trong những cái đầu jack này đều là có con chip. Con chip này cũng chịu trách nhiệm là chuyển tải tín hiệu âm thanh từ điện thoại ra con DAC. Chứ còn dây bình thường như mọi người mua ở ngoài thì nó không có đâu, không dùng được đâu. Đó. Có bác nào mà muốn trải nghiệm chất âm qua cái dây này thì liên hệ qua cái số hotline của em để bên dưới góc màn hình, em sẽ báo giá từng loại cho các bác. Còn trên video nó nhiều, báo giá nó lẫn, không ấy được. Vâng, và cái video ngắn của em đến đây là kết thúc. Có bác nào có thắc mắc hay là có điều gì không hiểu thì comment xuống dưới video hoặc là liên hệ đến hotline 0964181516, em sẽ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc cho mọi người. Vâng, xin cảm ơn.